kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi, Hồ Quang Hiếu sống trong căn nhà 23 tỷ đồng đẹp như phim trường. Căn nhà ca sĩ Hồ Quang Hiếu tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên được các nghệ sĩ chọn làm nơi để chụp ảnh, quay MV vì quá đẹp. Sau màn cầu hôn thành công, ngay ngày hôm sau Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cả hai rất hạnh phúc khi đặt bút ký tên vì chính thức trở thành vợ chồng, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, công việc. Hồ Quang Hiếu và bạn gái kém 17 tuổi đã đăng ký kết hôn. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu còn lấn sân kinh doanh bất động sản, nhà hàng. Sau kết hôn, vợ chồng anh sống trong căn nhà bạc tỷ một trệt ba lầu với tổng diện tích gần 400 mét vuông. Đây là căn nhà thường xuyên xuất hiện trong các clip MC ca nhạc vì thiết kế quá đẹp. Khu vực tủ quần áo rộng lớn. Phòng ngủ được bày trí đơn giản nhưng hiện đại. Khu vực bếp trải dài theo căn nhà. Gần nguyên một sàn phục vụ việc nấu ăn. Phòng khách sang trọng trên cùng một mặt sàn. Khu vực phòng khách được tạo điểm nhấn bởi bức tranh nghệ thuật. Hồ cá trước nhà Hồ Quang Hiếu. Giữa nhà là bức tranh lớn trải dài hai tầng do 5 sinh viên mỹ thuật thực hiện trong một tuần. Góc đọc sách lý tưởng với những loại sách về văn hóa, lịch sử, tự truyện của những người nổi tiếng. Quầy bar sang trọng với đủ các loại rượu được Hồ Quang Hiếu sưu tầm khi đi diễn. Một góc uống trà trong nhà được trang trí với cây xanh tạo cảm giác thư giãn. Sân vườn rộng thanh thang nhà có khá nhiều cây cối được trang bị hệ thống tưới phun tự động tầng thượng với rất nhiều cây và hai tấm kính chịu lực nhìn xuyên thấu căn nhà